Em Hoàng Dương xin chào cô chú anh chị em và các bạn nhé. Ở đây em đang có một vài món thuốc sử dụng để cho cây hoa cúc. Cái số này sẽ đi về với vườn hoa cúc ở Đồng Nai nhé. Cái này là thuốc nấm lá trên cây hoa cúc nhé. Một chai với lại 3 đến 4 gói như này là nó sẽ sử dụng được khoảng tầm 4 4 bình đeo lưng. 6 đến 3 đến 4 bình đeo lưng là bằng khoảng tầm 60 đến 80 lít nước. Vậy sử dụng bình 20 lít thì được 4 bình nhé. 3 đến 4 bình. Phun xịt cho cây hoa cúc khi mà nó để phòng trị cái bệnh như là bị đốm lá này, bị khô lá này và ngăn ngừa những cái mốc ở trên lá đấy. Còn cái cặp này là nó vừa là cái thuốc phục hồi và cái thuốc mà ngăn ngừa những con gây hại chích hút để cho cây hoa cúc sinh trưởng phát triển và nó giúp phục hồi hạn chế vàng lá thối rễ trên cây hoa cúc này, ngăn chặn những cái con chích hút như rầy, rệp, bọ trĩ gây hại trên cái lá non, cái đọt non đấy nhá. Một cặp này thì các anh chị có thể pha được khoảng tầm 10 bình đeo lưng và bình 20 lít. Nó sẽ giúp nuôi dưỡng hoa to, khỏe, mập và màu đẹp này. Sử dụng được cho tất cả các loại cây trồng ở mọi giai đoạn và hạn chế những cái điều kiện bất lợi từ thời tiết nhé. Cảm ơn cô chú anh chị em đã xem video và hẹn gặp lại cô chú anh chị em ở video sau.